Dạ, xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một ngày mới, với lại cái bằng lái. Mình mới biết là cái bằng lái này nó là bằng lái Real Life Driver License. Thì cái bằng lái này nó gọi là Commercial Driver License. Thì ngay chỗ này nó là Commercial Driver License. Thì nó có cái store ngay chỗ này, nghĩa là ngôi sao. Thì mình có thể đi xuyên lục địa được, như là từ nước Mỹ sang nước Canada hoặc là nước Mexico. Thì mình không cần phải mang theo cái passport. Mình mới lấy lại cái drive license này thôi. Thì đây là cái commercial drive license. Mình có thể thấy rõ là có một cái sự thay đổi đã từ lâu. Cách đây đã 6 năm về trước mình đã có một cái bằng lái như vậy rồi, nhưng mà mình hiểu rõ hơn là nó có cái ngôi sao đây. Và cũng đồng thời là ở phía sau cái bằng lái nó này là correct lens, low class passenger available. Low class A, cái này đó là CDL B license, passenger and school bus. Thì khi mà được nhận vô để mà lái xe xe bus của học sinh school bus, thì mình phải có passenger, hai cái này phải đi chung với nhau thì mới được nhận. Nhưng mà cái endorsement này đó, cái B, nhưng mà phải có endorsement này thì mới được. Thì có loại class B nó không có endorsement này, thì họ chỉ lái những cái xe như là chở chở cát, như gọi là dump truck thì được. Dạ vâng. Thì đây thì mình giới thiệu cho bạn thêm, nếu mà bạn muốn lấy một cái bằng như thế này. Trong tương lai mình sẽ cố gắng giúp các bạn trẻ để lấy một bằng lái passenger school bus. Có một số bạn thì họ không có cái chữ gọi là ID ở nằm ở dưới mé dưới này, commercial, nhưng mà nó để chữ ID á, thì nó không có real driver license. Thì mình không có đi xuyên lục địa được. Mình đi xuyên lục địa, mình lái xe mà mình mang cái xe đó đi xuyên lục địa thì không có được. Như là từ đây, từ Mỹ mà qua nước Canada, như là Vancouver hay là Quebec, hay là Niagara Falls đó, thì không có được đi. Là bởi vì trong cái bằng lái của mình nó không có cái store này. Thì cái bằng lái này nó rất là đặc biệt, là nó cao nhất, là nó có cái store này, thì mình sẽ đi được. Nếu mà mình quên cái passport, thì cái này nó gọi là real ID, real drive license đó. Thì mình phải trả thêm một số tiền, trả thêm một số tiền đó, thì mình sẽ được cái bằng như vậy. Vâng. Với lại mình cũng phải mang theo cái passport của mình, hay là Leopard, rồi một số cái document khác họ cần thiết. Dạ vâng. Dạ, đồng thời đó mình cũng phải mang theo cái medical examiner certificate for commercial driver license, medical certification. Dạ vâng. Với cái ngày expire nhé, với cái ngày expire, thì cái ngày expire nó nằm ở góc trên này. Nó là ngày 30,
tháng 3 hả ta? Năm 2025. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một số cái lưỡi câu mình đã làm ha. Đây là cái lưỡi câu bằng oxy đáp, thì cái lưỡi câu ở giữa này thì mình xoắn nó vô, mình siết nó vô, mình focus nó kỹ hơn chút xíu hơn. Đây là cái lưỡi câu số 2 ha. Lưỡi câu này thì mình không biết là số mấy, mình quên rồi. Có thể đó là số số 1 chăng? Ok, đây là cái mà mình làm nó bằng cái sợi dây đồng hả? Dạ, đây là một cách nữa là mình làm ở đây. Thì cái loại lưỡi câu này nó thì ở dưới này nó cũng là một cái đầu. Ở giữa này thì cái này để mình giữ lại cái mồi của nó, nếu mình móc vô nguyên một con cá đó, mà mình câu cá thu đó, thì móc dài như vậy thì cá thu nó không có gặm được cái stainless steel này. Thì đây là có một loại sợi dây đồng, này nó cũng chắc lắm, mình đã thử rồi thì nó chắc lắm, nhưng mà mình sẽ luồn cái sợi dây. Nếu mà mình dùng cái sợi dây cáp á, thì không, thì mình sẽ dùng cái loại dây như thế này, 30 pound. Ok, tôi gọi là clear ha. Thì nó bằng cái này. Ok, hay là cái này nó là, cái này nó là 40 pound. Thì thay vì mình làm cái sợi dây này nó giống như cái sợi dây như vậy, thì ở cái đầu này đó bạn, cái đầu này nó là mình buộc vô trong cái đầu của cái swivel của cái cần câu. Thì mình buộc cái lưỡi câu, mình buộc cái lưỡi câu nó vào đây á, thì nó cái lưỡi câu nó không có quấn vào cái sợi dây này ha. Thì cái này nó giữ ra ngoài để cho nó quay ha, cho nó quay. Như mình đã vừa giới thiệu với bạn một cái video trước trước đây, đó là cái con cá catfish á, nó ăn nhưng mà nó quấn vào, thì nó ăn ngay cái lưỡi câu đầu tiên, thì mấy cái lưỡi câu dưới này nó quấn vô luôn. Ok, thì đây là có một số cái lưỡi câu mình đã làm sẵn rồi, mình buộc nó vào đây. Thì đây là cái này, nó là hai lưỡi ha. Đây là hai lưỡi, thì cái loại này đó thì mình sẽ cho cái lưỡi số 2 làm như này, còn lưỡi số 4 nó làm như này. Thì cái lưỡi nhỏ này thì nó giữ cái mồi lại ha. Thì đây là cũng là hai lưỡi luôn. Mình sẽ làm một sợi dây khác ở đây, thì nó cũng hai lưỡi, thì nó giữ lại cái mồi của nó. Hoặc là mình lấy cái con tôm đó, mình buộc cái sợi dây thun vào trong đó để nó giữ lại. Ok. Dạ, thì đây là mình sẽ thấy là đây là một cái lưỡi câu thứ nhất, thứ hai. Thì nên mình nhìn sát trong đây là mình buộc ở đây nè, cái này nó nhìn cũng hơi rõ hơn chút xíu. Ok, mình quay ban đêm, mình dùng ánh ánh đèn đó, thì mình thấy nó hơi rõ, nó rõ hơn chút xíu, bởi vì khi mà mình quay ban ngày đó thì nó rất là khó khó cho mình một cái sự rõ ràng ha. Đó, mình buộc như vậy nhé. Giờ đây thì mình theo dõi xuống cái đây đó, thì mình buộc cái đầu ở dưới này. Ok, mình buộc cái đầu như này ha. Đó, mình buộc cái đầu như này, mình xoắn là hai vòng cái vòng này. Dạ, đây thì mình buộc vô đây. Ok, đây thì cái đầu này đó thì mình xài cái swivel như là cái này thì mình to, mình dễ hơn. Thì cái này nó thì cái này nó mình móc vô cái đầu của lưỡi câu, thì hay là cái sợi dây này mình buộc vô lưỡi câu thì mình móc nó vào như thế này. Dạ vâng, móc nó vào đây ha. Thì cái này nó cái đầu lưỡi câu, thì mình cứ buộc những cái lưỡi câu như thế này. Đây là hai lưỡi ha, mình có thể làm thêm một lưỡi, nó là ba hoặc là mình lấy cái này,
mình lấy cái móc như vậy, mình móc nó vào đây, móc cái này nó vào đây, móc nó vào vào đây, cái vòng trong của cái lưỡi câu ha. Cái lưỡi câu này đó thì mình cảm thấy là cái lỗ nó to, nhưng mà cái này nó hơi hơi mềm hơn là cái lưỡi, như vậy. Cái lưỡi ốc sên áp như vậy, cái lưỡi là mình nhìn ngang như vậy thì nó hơi méo chút xíu ha, hơi méo chút xíu. Thì cái này mình chế nó là ốc sên áp, cái này là ốc sên áp nha. Đó mình thấy như vậy. Đây thì cái su vô cái số 8 này đó, cái số 8 cái su vô này này á, thì nó rất là mất tiền và nó chặt hơn rằng là cái tròn như vậy ha. Nhưng mà cái này thì nó chế nó có một cái kẹp ở đây rồi, thì đây nó cũng cùng cũng một số size. Thì theo như Thành đó, thì nếu mình xài cái này, xài cái vòng thôi, không cần cái kẹp này, thì nếu mà mình được cái đầu đó, mình xài cái này thì nó sẽ lẹ hơn. Nhưng mà nếu mà chắc ăn đó thì mình bắt thẳng vô, ok, bắt thẳng vô thì nó xong không có sẽ bị đứt. Thì đây đó mình tự chế cái này đó để mình nghiên cứu, thì mình thấy rằng là rằng là nếu mà nó ăn một cái con nó ăn một cái lưỡi câu nào cũng vậy hết. Ngay cái này là ba khúc ha, một khúc này nếu mình ăn khúc này hoặc là ăn khúc giữa, thì tại vì cái con đây là khúc thứ ba, thì cái con cá nó ăn thì nó vẫy vùng á, thì nó sổng ra cái miệng, nhưng mà cái lưỡi câu khác nó dính vào trong cái lưng của nó hay là cái dưới bụng của nó thì mình vẫn kéo lên được. Thì đây là một một trong những cái cách thức để mình làm thêm một cái lưỡi câu mình để sẵn để mình giới thiệu với bạn. Thì khi mình đi ra ngoài thì mình chỉ cần có một con cá mình mang về nhà thôi thì nó đỡ, còn hơn là mình không có một con nào. Thì khi mình đi ba người đó thì cái người mà họ câu được nhiều đó, họ cũng sẽ chia sẻ cho mình, họ cho mình những cái con cá đó, tại vì con cá nó là ở trong thiên nhiên. Trong thiên nhiên thì mình không có tốn nhiều tiền lắm để mình mua cái con cá đó. Thì khi mình mua ngoài chợ đó thì người ta mua đi bán lại đó thì nó lại là khác. Nó lại là khác. Thì đây là ba lưỡi ha. Đây là những con cá mà mình đã làm sẵn rồi, mình sẽ chiên chiên hoặc là mình là nấu canh cũng được. Thì đây là con cá hánh ha. Cá hánh thì mình bỏ muối và mình ướp xong rồi nó thấm vô, nó xong mình chiên. Đây là củ nghệ, mình cứ cắt củ nghệ nó bong bóng ra, xong rồi mình đập, mới là mình ướp nó vô cũng được, hay là mình rắc nó lên trên. Trong trong khi đó mình đang chiên thì trên cái dưới thì ở trên đó mình rắc nó lên trên thì nó sẽ thấm vô, mình lật nó lại thì nó sẽ thấm vô. Nếu mà nó tanh quá thì mình rắc một tí cà phê vô, cà phê. Ở đây thì cái khúc dưới này, mình chiên sơ sơ xong mình nấu canh cũng được cho nó giòn lại. Thì cái loại cá cá phiến là mình thấy là nó không có nhiều chất béo lắm, cái da của nó rất là mỏng. Đó nó là như vậy, mình cứ nghĩ là nó béo nhưng mà nó không phải. Thì có loại cá này như là cá bông lau á, ở Việt Nam mình cá ở dưới nước mặn đó thì nó có gọi là cá bông lau ha. Nước mặn đó thì nó cá bông lau, ở Việt Nam mình thấy là cái cá bông lau thì nó dẹp hơn chút xíu, nó giống như con cá tra, nhưng mà cá tra thì nó nước ngọt, nhưng mà con cá ngoài biển thì nó gọi là cá bông lau, thì nó gọi là cá cá phít ha. Cá này là cá hánh ha, cái đuôi của cá hánh. Ok, đây là cái đầu của cá hánh đây. Đó là cái gan. Hôm nọ mình nói về cái gan đó, cho cái con cá mà nó con cá su đỏ mà sao là su đen mà nó lớn đó, thì cái gan của nó rất là to và nó rất là béo. Cái con cá gan cá mập đó thì nó ăn cho nó là bổ mắt. Đây là cái cam ha, nó rụng hết 1/4 rồi. Thì cái trái này nó là từ năm ngoái đó, bạn còn lập như này ha.
thì ở dưới này đó thì mình không thấy nhiều chai lắm, là bởi vì mình cũng ăn, mình cũng ăn ra rồi, xong rồi láng giềng họ tới họ cũng hái, là bởi vì ở dưới này rồi họ kéo xuống họ hái được. Còn ở trên thì cao quá họ không hái được, thì họ không có thang họ hái được, thì ở dưới này họ hái được. Dạ vâng. Dạ như đây thì mình thấy nó rụng xuống, nó rụng, nó nằm ở dưới cái cam nó rụng xuống đây. Thì cái cây này đó là nó bị chết rồi ha, bị chết, nó lạnh lắm nó chết rồi. Thì như mình thấy đây đó thì đây là luôn cũng bị như vậy. Cái vỏ của nó rất là mỏng. Đây là rớt được tự nhiên thì nó rớt xuống là nó đứt ngay. Giờ đây rớt là nó hư, con thì nó vô nó ăn. Dạ đây là cái cây đào của mình nó đã ra nụ rồi ha. Rất là đẹp cây đào của mình đó. Trong trong vòng năm thứ ba thì nó ra rất là nhiều. Dạ vâng, năm thứ ba. Và mình ngó xin xin đây thì cái cây cam này ha, cây cam, ok. Thì mình đang theo dõi đây thì ở phía trên cái ngọn nó mình tỉa, mình cắt nó đi bớt, nên là cái ngọn là mình thấy nó cái ngọn nó rất là nhỏ. Nhưng ngay khúc này thì mình gặp ngay cái tỉa này không, đó nó tỉa ở đây. Thì mình đi ở đây thì mình tăng cường thêm một cái hai cây nữa đó, thì cái cây này nữa, nhưng mình thấy nó đang ra nụ ha. Cái cây này thì nó đang ra nụ. Mình thấy là nó rất là rõ, đó rất là rõ, ban đêm mình thấy nó rõ là phía sau của mình nó là đá đen ha. Dạ đây là cái cây năm ngoái đó, bây giờ mình thấy là nó rất là đẹp. Thì đây là mùa xuân rồi, ở báo là mùa xuân thì ngày mùng 10 tháng 2 đó thì nó là ngày mùng 1 Tết ha, nhưng mà hôm nay nó là ngày mùng 2 của tháng 2, thì khoảng chừng 8 ngày nữa thì đây nó đã ra, nó ra nụ và nó ra bông hết trơn rồi. Cây đào thì nó là mình đang là đón xuân, xuân mình đang là mình nhà mình đang là đón xuân rồi. Dạ vâng. Hôm nay thì mình hơi bị kẹt nghẹt mũi là bởi cứ vào cái tháng này đó thì mình hay bị. Dạ vâng. Dạ đây là một góc nhìn thì khác hơn, góc nhìn thì khác. Dạ đó bạn thấy nó nở rất là đẹp, nó khác ở cái cây của người bạn của mình. Cây này nó nở rất là đẹp. Dạ vâng. Xin chúc các bạn một năm mới rất là tràn đầy hạnh phúc và bình an. Trên đường đời bạn đi, khi bạn lái xe thì nếu mà bạn có nhớ đến á, bạn có nhớ đến đến ai đó thì mình âm thầm mình đọc kinh cho họ, là bởi vì họ cũng cầu nguyện cho mình. Thì thường thường là mình cầu nguyện như cha mẹ mình cầu nguyện cho mình rồi, thì khi mình cầu nguyện lại cho cha mẹ của mình, mình cảm thấy là mình cầu nguyện cho mình cũng được, nhưng mà không có nhiều cho bằng khi mình cầu nguyện tập thể đó thì nó ra nhiều. Thì như mình thấy đây thì cái bông này nó ra đôi, thì mình thấy rõ ràng là cái trong thiên nhiên này đó, nếu mà mình yêu hay là mình nhớ đến ai đó thì đó là cái lòng mến của mình, lòng mến của mình xuất phát ra. Nhưng mà mình không có đi quá lố, mình không có đụng chạm tới xác thịt của họ, hay là mình làm tổn thương đến họ là được rồi. Mình yêu trong âm thầm, hoặc là mình yêu thiên nhiên. Mình yêu thiên nhiên thì mình nói tới thiên nhiên đó là như là con cá, hoặc là con chim, hoặc là không khí đó, thì mình cha ông của mình nợ rất là nhiều. Nếu mà nói đến nợ thì nợ rất là nhiều, là bởi vì mình ăn hưởng những cái trái cây này đó. Nó ngày xưa nó là nó ở trong rừng, xong rồi mình phá là mình làm nhà, thì mình trồng cái chỗ này thì nó cũng là một cái nơi, nó cũng là một cái nơi thiên nhiên, cũng là một cái nơi thiên nhiên. Thì trong thiên nhiên này đó thì mình thiếu nợ, nếu mình nói về nợ thì thiếu nợ rất là nhiều. Như cái cây này đó thì mình trồng ở trước nhà đó, thì nếu mà có ai ăn nó thì
nó vẫn ra. Nhưng mà nếu mà cái người nào đó mà họ hái xong về họ dục đi đó, họ không quý trọng đó, không có quý mến nó, thì cái cây của nó biết nha, cái cây của nó biết thì nó ra trái ít, nó ra trái ít và nó chỉ ra đủ cho cái người chủ ăn thôi. À, cái cây nó biết, nó có cảm giác. Thì khi cái người hái đó thì họ ăn vô thì họ có một cảm xúc ngay ngay tức khắc, ngay ngay bên cạnh nó, thì nó biết thì nó cũng có một sự phản ứng. Có nhiều khi cái cây nó cũng chết luôn. À, cây nó cũng chết luôn. À, thì tại vì khi mà mình đứng bên cạnh đó, thì mình hướng về nó và mình nghĩ về nó, mình nghĩ nó không có tốt á, nó không có tốt, nó phản ảnh lại đó, thì nó sẽ chết, nó sẽ chết. Nhưng cái cây này thì nó không có chết. Nếu mà càng càng lạnh đó, thì nó sẽ sao không có chết. Nhưng mà mình đi xuống đây thì như là đây là trước nhà mình, là đây là cái hộp thơm, đây là rau, rau nó vẫn lên tốt nè, là rau xà lách. Rau xà lách nó lạnh như vậy nó vẫn lên ha. Cái cây rau này nó rất là tốt lắm, mình ăn vô mình tiểu nó ra chất đường luôn, chất đường theo nó cứ tiểu ra ngoài luôn, là cả cái rau này nữa. Cái này nó màu tím ha. Cái xà lách này nó cũng màu đỏ đỏ tím tím. Thì mình mua ngoài chợ đó, nó có nhiều loại xà lách. Thì cái cây này là cây cải, thì mình cải rồi mình lấy cái giống riêng. Cái rau này là đó. Thì cây này là cái hành ha. Ban đêm mình quay thì trong cái chậu này thì nó bị sương muối đó, sương muối nó xuống đó, thì nó đỏ ngay chỗ này, nó mới đỏ thôi. Dạ vâng. Thì đây cái cây rau này, dạ vâng, nó màu tím ha. Đó. Dạ đây là cái cây hẹ, nó mùa đông đóng đá, nó vẫn sống vào mùa đông. Thì mình trồng có một số cái loại rau đó, nó vẫn sống qua mùa đông được. Dạ vâng. Đây là cây cam đúng ra là nó ở vùng vùng ấm thì nó mới ra cam, nhưng mà cái cây cam của mình nó không có chết. Mình cũng may mắn là mình là như vậy. Thì cái đây là sắt, sắt thì sắt sắt rỉ đó, thì nó tiết ra cái sắt đó, nó cho cái trái cam của này, thì nó nhiều cái chất sắt ở trong cái trái cam á bạn. Thì nó khi mà nó khoảng chừng 2 tháng sau thì nó ngọt, bây giờ nó đã ngọt rồi, nó rụng xuống như vậy thì nó đã ngọt rồi. Dạ vâng, đây là cái cây cam. Thì cái cây cam này đó, vào mùng 1 Tết đó, thì mình chụp cái cây này thì nó xuyên qua cái ánh trăng. Ánh trăng bây giờ thì ánh trăng không có nữa. Đây thì cái vỏ của cái cây cam này mình cũng có cái chất thuốc. Có mấy trái cam nó rụng ở trên kia, nó dính vào trong cái cành, rụng nó dính vào trong cái cành luôn. Cái cây hành thì nó không có chết đống đá ha. Cái cây hành hành này hành tây, hành tây hành hành củ củ to tây. Dạ đây nó là hành hành củ củ hành tây, nhưng mà ở dưới đó là củ màu tím ha. Thì nó mọc ở dưới này đó là màu tím ha bạn ha. Đó, dễ thương không? Thôi thì bây giờ chúc bạn là tràn đầy sức khỏe vào năm mới, ngày mới. Ngày hôm nay mình nhớ đi dâng dâng thánh lễ cho Đức Mẹ nhé, Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Dạ vâng, xin chào các bạn, xin chúc các bạn lúc nào cũng được bình an. Xin mong rằng là cái video này giúp bạn rất là nhiều. Vâng, xin chào các bạn, chúc các bạn lúc nào cũng tràn đầy sức khỏe.